Dạ, cơm đặc sản Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn. Và cô chú bạn như luôn, mua vàng. Hình lực luôn, con cao không có. Và cây xù. Thế lực đầy đủ. Tầm trung cũng như con mà hay lớn lớn. Rồi, tôi liếm con vàng của cô chú mình chờ đợi cô chú. Rồi hãy tiếp cho dự giúp kênh. Rồi, chào chị. Dạ, nhà vườn Quỳnh Như chào bonsai Cần Thơ. Chào quý cô chú anh chị yêu cây kiển trên mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay đến nhà vườn em thì em được 12 phôi mai vàng. Trong này là mai vàng không nghe cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị xem kênh ủng hộ nha, nhà vườn Quỳnh Như. Số điện thoại của em thì 0378 440035, đó là số Zalo nhà em. Thì phí ship em bao cho anh chị mình tới nhà ha. Rồi em bao sống 3 tháng. Rồi em vô cây số 1. Nó hơi nắng. Bye bye. Dạ. Cái này nó dạ nó bỏ đế đều luôn, đế nó, nói chung là đế đẹp luôn, cây này đế đẹp nè, nó không có quái nhưng mà nó bỏ đều hết cây này. Dạ em cũng chỉnh sửa nó cũng sạch cây á, em cắt này như là cây bay hết anh chị. Cây này nó nói chung là hiện tượng nó muốn xù da me nhưng mà em bán cây thường thôi ha. Cây số 1. Rồi em đã tổng số. Dạ. Rồi em đo cái từ cái bay của nó xuống tới cây. Thì em đo như gì là 65 hả anh chị. Em đo cái cành này, cành trực đây. 36. Dạ. Em đo hoành thân của cây. Em đo vị trí này 48. Dạ, hoành 48. Dạ. Em đo đường kính bầu của cây. Đường kính bầu của cây là 67. Cây này đẹp anh chị, nó có chi cành đầy đủ ha. Đấy, nó bỏ đều. Khi nào cây của bên em nó bị sam, bị chạy thì em báo ha. Lúc nào nó không có sam, nó không có chạy chụa thì em không có báo. Cây này thì nó không có gì nha anh chị. Cây số 1. Cái này mặt tiền nó đẹp nè anh chị, đẹp ha. Nói chung là này nó bỏ đều hết trơn, bên mặt nào cũng đẹp. Không chấm. Dạ. Có ghi số tiền ở đâu chà. Cây số 1 ha anh chị. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 8 triệu. Hồi nãy phí ship em có nói ha, em bao ship tới nhà. Cây số 1 8 triệu. Em tiếp cây số 2. Cây số 2 cũng cây lụng lực hả anh chị? Dạ, cành lại nha, sát dạ. Sát. Cái này cái dáng nó xiên xiên đẹp ha. Cây này nó già, nó săn sừ. Lên chù với cướp dạ. Me dân của chứ. Cây này nó như là da me, xù da me mà em bán cây thường đi. Để chạy đều dạ. Cao kẹo. Rồi em xin đo chiều cao. Lắc nhẹ. Thì giống một sai. Rồi em đo chiều cao vị trí này là tới đây là 49. Em đo sổ tuốt cái này luôn đi anh chị. Là 69. Em đo thử nó thoát thân nó. Thoát thân nó 19 ha anh chị, thoát thân gì là 19. Em đo hoành thân của cây. Em đo vị trí là 52. Cái này đâu có đo được chạc xuống như đâu. Em đo vậy đi, 52. Dạ, em đo ở chỗ cái eo á. Tại cái rễ nằm hơi trên tí, em không có đo tuốt xuống dưới được. Cái mặt này đẹp hả anh chị? Sát điều. Dạ. Để em đo cái nở nở thử một tí á. Này em đo tham khảo thôi. Em đo tham khảo gì là 86 nè, để em cầm cái thước dây em quay. Ha, em đo gì đó anh chị, là 86 ha.
Cái sổ này nè em có nói tới đây 49 xuống 20 nên 69. Rồi em đo đường kính bầu của cây. Dạ. Cái mè cốm nhìn đẹp. Đường kính bầu của cây 65 anh chị. Này cây số 2. Cây số 2 này em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 11 triệu ha. Rồi, em xin đổi cây. Cây số 2 11 triệu. Dạ. Tiếp qua cây số 3. Rồi em tiếp cây số 3 cũng cây cây bonsai ha. Cây này nó có chi cành đầy đủ anh chị. Em tiếp là cây số 3. Dạ. Cây này về anh chị không thích thì bỏ một hai nhánh nó dính dính lại thôi ha. Em cũng trừ hao cho anh chị mình. Sợ cái đường vận chuyển nó hơi dập á, rồi em để là cây số 3. Gốc hơi nở. Dạ. Để cân đối đều. Cây này nó bỏ đế đều hết. Rễ thì nói chung là có cùm tay, cũng tay cá ý tay. Dạ cùm tay của em rồi ha. Nó không có bự không? Dạ. Bự cùm tay. Dạ. Rồi em xin đo chiều cao. Chiều cao tôi vị trí này 72 anh chị. Em đo thoát thân của cây. Thoát thân của cây 24. Em đo hoành thân của cây. Em đo vị trí này 59 anh chị. Nó mập cây em đo lên tí. Lên đây thì 50. Em đo đường kính bầu. Đường kính bầu của cây 58. Cây số 3 hả anh chị? Cây nó đang mập của nụ. Dạ, cây này nó đẹp thấy có duyên. Nó bỏ đế cũng đều hết nè anh chị, dàn rễ nó bỏ đều hết nhưng mà nó không có đế, nó không có quái thôi chứ nó bỏ đều hết. Không thiếu chỗ nào hết thấy anh chị. Chỗ em nó hơi mưa quá, nó hơi tối nè, nó nhiều khi không thấy rễ nó nổi lên á. Dạ điều kiện. Dạ, cây số 3. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá 15 triệu 500 ngàn. Phí ship thì nãy em có nói trước clip ha. Rồi em xin đổi cây. 15 triệu 500 ngàn. Em tiếp là cây số 4. Bonsai được không? Dạ, cây số 4 cũng cây bonsai. Nhỏ chà kẻ điệu chứ, bằng bằng. Cây này nó cái dằn, cái nó cái đế này em như là la la chữ ai ha, em thấy nó nở chặt chặt, thấy cũng đẹp đẹp. Nở. Dạ. Gốc hơi nở bự. Gốc nở. Đế cũng chạc chạc nở luôn. Sổ mình nó nói chung là nó cũng bỏ đế đều. Cái chỗ này thì nó cái nhánh này nè, nó có cái rễ mồi nè anh chị, nó rễ mồi mồi xuống em xử lý ở trên. Ở dưới đây nó cũng có rễ. Chung cây này nó không có thiếu đế ha. Đều đầy đủ. Dạ. Chỉ cành cũng đầy đủ. Rồi em đo chiều cao ha. Em đo chiều cao vị trí là 59, ngang nó cổ rễ của nó, em đo tuốt xuống đây á thì 72. Em đo thoát thân của cây. Thoát thân của cây em đo vị trí này 19 ha. Lát anh chỉ cái phần trên đây cho anh chị thấy. Hồi xưa người ta sửa. Em đo vị trí này á là 60 hả anh chị. Đem đo lên tí nè. Lên đây thì 54. Em đo đường kính bầu của cây. Kính bầu của cây 70. Cái ngọn còn nhỏ xíu. 15, 16 kìa. Như em tính 16 đi. 15 hơi già, 15 tí tính 16. Cái phần này ha anh chị, em cũng chỉ gõ này. Em bao nó không có lũa, không có bọng gì ha. Tại hồi xưa trong chủ nhà người ta cắt hồi xưa đó. Rồi không có keo xử lý. Nó lành này không có gì hết luôn á. Mà tại em phải... Được. Ê, báo cho anh chị mình coi cây như cho nó gõ ăn tí. Dạ. Em bao nó không có gì ha, nó kéo là không có gì hết mà tại em
Em phải chỉ cho anh chị mình thấy cái cây đó. Cây số 4. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 13 triệu. Là cây số 4 ha. Số 4 13 triệu. Dạ. Đế đẹp. Đế đẹp cây này nó đế đẹp. Chỉ cần đầy đủ điều xét xét. Rồi em tiếp là cây số 5. Củ đế cục. Dạ. Đế còn do nu nu. Dạ, cây số 5 này em mua củ củ lái lại. Dạ. Cây này như là nói chung là nó thoát thân cũng hơi cao. Cây này còn nói chung là nó đẹp á anh chị. Nó đẹp, tận dụng. Rồi em xin đo chiều, em đo chiều cao cái ha. Chị cạnh trên điện viên. Rồi em báo chiều cao 1,5 m ha anh chị, có hơn mà em báo 1,5 m thôi. Em đo thoát thân luôn cái đây rồi để thoát thân của nó 72 ha anh chị. Thoát thân của cây 72. Chị cạnh nó sát sát tại dù. Số 5. Dạ em cũng nói với anh chị cái rễ này là không phải rễ của cây mai ha anh chị, rễ cây ăn trái á. Nó qua bên đây thôi, em chưa xử lý bỏ, em để luôn. Chứ không phải là rễ cây mai ha. Cây mai này cái củ đẹp. Dạ. Rồi em đo hoành thân của cây. Em đo vị trí này 53. Rồi em đo cái củ cái cây nữa. Em đo cái củ nó. Cái tại nó đo em đo nó hơi xéo xéo một tí. 77 ha anh chị. Đấy. 77. Dạ. Dạ. Dạ thì cũng đều cũng cân đối cũng vậy. Điều. Dạ. Em đo được kính bầu là cho anh chị mình luôn. Được kính bầu của cây 65. Cây số 5. À, lát nữa em chỉ cái phần chỗ này nó cái chú nào ông nhận chuyển thì nó hơi dập ha, em có tha kêu. Đây ha anh chị. Đây chỗ này nó có dập, dập da. Nói chung dập da cũng hơi bự ạ. Có hai ngón tay cái của em ha. Hai ngón tay cái mới bít. Chỗ này thì cái rễ treo gì em xử lý. Cây số 5. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 9 triệu. Là cây số 5. Cây số 5 9 triệu. Dạ. Rồi em xin đổi cây. Người phong tài vô đẹp. Thế cũ. Rồi em tiếp là cây số 6. Này nó rất là càng bích lịch. Dạ, cây số 6 này cái clip trước em có đăng lên đó là em nói bị bầu đất em bứng bị bể á. Rồi có anh khách ảnh cũng thích nhưng mà ông sợ nó không phẻ cây đó. Giờ anh có coi được thì cây nó phẻ ha, đâm chồi nhiều lắm á. Cây này nó xù nè anh chị. Dạ. Anh có coi được thì lại thì anh có thích thành chốt lại ha. Nó đâm tược mạnh lắm này nè. Mà khi em vận chuyển bên xe thì chắc mấy cái mục này vẫn còn. Mà em, theo em chuyển bên của Viettel thì mấy cái nhánh nhỏ chắc có lẽ nó hơi dập hả anh chị? Dạ mấy cái tược nhỏ á. Nhưng mà em cũng cố gắng anh chị chốt được cây thì em gửi bên của xe tải cho anh chị mình ha. Để không có điều bộ. Dạ. Rồi. Để nó ra nè, nó ra mạnh lắm đó anh. Được sát sát thì càng sát sát. Rồi. Em đo vị trí này là chiều cao nó 93. Cây này nó thoát thân con tí. Rồi em này nó có đo, em đo có một vị trí đo mà thôi. Cây này em cũng đo có clip trước rồi. Đây em đo 65 vị trí này ha anh chị. Có một vị trí một thôi. Lên đây nó cũng tùm lum lắm mà em không có đo được đâu. Thử.
Lên đây cũng vậy luôn á anh chị, cũng là 65 luôn ha. Đường kính bầu của cây là 68. Nó khỏe cây lắm nè anh chị ha. Dạ được rồi bạn. Dạ. Cây su sáu. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 11 triệu. 11 triệu cây số 6. Dạ, rồi em xin đổi cây. Okay, em tiếp cây số 7. Lên chù. Dạ, cái này cây xù. Dạ, xù này nó có duyên nè, nó không khôn, cái cây nó không khôn ha. Để em báo cái cây này, cây nhỏ cây này ha anh chị. Nhiều khi á, là mình nhìn ở đây là thật sự là hai cây nha anh chị, hai cây. Nhưng mà để em quay qua bên đây, cái xù bên đây nó đã chảy, nó ôm bít luôn ha anh chị. Đây, đó. Em chỉ gõ cho anh chị mình dễ xem cây ha. Là cái mí cây này thì mé bên đây thì như là hai thân. Xuống đây cái lằn xù của nó đã sổ bít luôn. Dạ. Đây nó khum khum đẹp anh chị đó, nhìn thấy giống hai thằng anh chị đó, gõ gõ ha. Dạ. Rồi đẹp. Dạ. Nói chung cây sù thì đế nó ít được đẹp không. Đây em đo chiều cao. Em đo chiều cao vị trí này 59 anh chị. Nói chung là cây này nó sù muốn hết rồi. Đây em đo vị trí này 52 ha anh chị. 52. Em đo lên tí nữa. Em bỏ là nhiều lên đây đi. Lên đây 53. Bỏ lên có khoảng 2 tấc 3 tấc. 53. Rồi em đo đường kính bầu của cây. Đường kính bầu của cây 40. Cây số 7. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 4.900.000 ha, cây sù. Em bạn cây này là cây sù ha anh chị. Dạ. Để em đòi cái mặt cây thôi. Đây em đòi như gì là 24 ha. Là cây số 7 em giao lưu 4.900.000. Rồi, em tiếp là cây số 5, ý cây này cây số cái đó cây số 7. À cây này cây số 8 ha anh chị. Cây số 8. Cây số 8. Chị cành nó cũng đẹp. Dạ chân cành bó đủ. Đế nó cũng đẹp. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao em đo vị trí này 1m20 anh chị. Đây em đo vị trí này là 39 thốt thân. Đây em đo vị trí này 47. Dạ. Em đo cái này nó cũng có củ chặt chặt. 68 anh chị. Cây này nói chung củ đế nở đẹp luôn anh chị. Rồi em đo đường kính bầu 62. Dạ. Cây này cây số 8 nha anh chị. Em được 12 cây trong clip này. Cây số 8. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 6 triệu ha. Cây này đẹp. Rồi em xin đổi cây ha anh chị. 6 triệu. Rồi đây em có một cây sù này như sù như hú hoa nè. Nó cũng sù, cây này cũng là sù ha anh chị. Trái hoa. Sù. Nói chung là sù, sù hết 80% mà. Có chút xíu ngọt 90% luôn. Rồi chỗ em nó đang bị chuyển mưa, nó hơi tối rồi đó. Em tiếp là cây số 9. Gì dạ, đây đang xù dữ lắm luôn. Dạ. Xù cây này thì đế nó không có đẹp không anh chị. Cây nào đế đẹp thì em nói đế đẹp, cây nào đế yếu thì em nói đế yếu. Rồi em đo chiều cao. Mưa. Chiều cao nó 65 anh chị. Đây em đo vị trí này. Như mùa mưa. Dạ.
35 anh chị. Dạ, em đo lên tí nè. Lên đây thì nó 38, lên chỗ cái xù nó nhiều quá. Dạ. Đường kính bầu của nó 40. Cây số 9 ha anh chị. Em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 3.900.000. Cây này là em bán cây xù ha. Đó. Còn gọt 3.900. Rồi em tiếp là cây số 10. Cây số 10 này em cũng mới đem về, em cũng đục đẻo nó chưa có sạch sẽ không anh chị. Cây này nó đẹp. Cây này dáng hơi xiêm nhẹ. Dạ, sáng dáng xiêm xiêm. Nhưng mà lấy đứng là bình thường luôn. Dạ. Này đế mà lấy đứng là bình thường. Có đồ. Nghĩa lấy đồ tiếp em đi Nghĩa. Chỉ cành đầy đủ. Dữ lắm mày. Mưa quá xanh lên tắt không? Tới ù ù rồi đó. Tạm ngưng. Tạm ngưng đi. Dạ. Lát tiếp theo. Tiếp tiếp dạ. Ù ù quá trời. Rồi tiếp theo cô chú bạn. Tại dạ. Mưa hết mưa rồi. Dạ em tiếp theo lầu cây số 10 hay quý cô chú anh chị. Nãy giờ chỗ em nó mưa quá á. Làm như nó hơi tối vậy ha anh chị. Nếu anh chị xem không có rõ không á thì em gửi những chi tiết qua Zalo thêm cho anh chị mình ha. Là cây số 10. Còn đang mưa nữa đó anh chị. Cành ok, siêu nhẹ. Cây này em cắt chừa hao cho anh chị đó. Cây này anh chị về cắt cây lụng lực nó cũng đẹp nữa đó. Cái quần lớn, dạ. Để kẹo đi. Chung cái lô này em mua nó cũng đang hiện tượng xù, xù da me ít đỉnh thôi nhưng mà em bán cây thường ha. Cây nào nó xù thì em nó xù, cây này em bán cho cây thường thôi. Lên. Dạ nó lên xù á. Giá phép này. Dạ. Vậy anh chị mình cứ dâm lại khoảng 2-3 năm nữa nó mới lên xù mạnh ha. Còn như gì thì nó đang sựng lại rồi, nó hết lên xù nổi rồi. Đế sổ hơi cao. Dạ. Xẹo. Kẹo đế cũng. Dạ rồi em đo chiều cao, em xin đo chiều cao. Em đo chiều cao tới vị trí này 1m20 hả anh chị. Em đo chiều sổ nó xuống. Sổ xuống tới là 1m45. Cũng như là sổ nó 25 á. Em đo ngang đây là 1m20 nè. Em đo cái thốt thăng của nó. Chỗ hai cái thăng nó chập lại ha anh chị. Vậy có xử lý được xử lý. Em đo gì là 50 ha. Đâu chưa được. Đây em đo như gì là 49 nè. Từ dưới mặt bầu lên tới cái chỗ hai thăng của nó ha anh chị. Là 49. Đây em đo quần thăng của cây. Em đo vị trí này 59 ha anh chị. Cây này nâng cây đó. Dạ. Nó nâng cây. Em đo lên đây còn 58. Rồi em đo cái củ cho anh chị mình tham khảo ha. Nói chung cái này cây này có cái củ thiệt luôn anh chị. Củ đẹp luôn á. Đây em đo vị trí là 1m25, em tính 1m20 thôi để em quay nguyên cái củ nó cho anh chị mình xem. Dạ, củ đặt. Cây này nói chung là nó cũng không có bị sam, bị lũa chỗ nào ha anh chị. Khi nào nó bọng lũa thì em báo ha. Cây này không có ha. Nó bỏ đế đều á, chỗ em nó mưa nó hơi tối ha anh chị đây nè. Đế rễ nó hơi đen tí rồi tại mưa, mắc mưa quá. Cây này nói chung là nó không thiếu đế nha anh chị. Dạ, dưới này nó cũng có đế nè. Cây này em mua em nằm trong cái... hồi xưa người ta xây á, người ta xây tượng á, rồi đây nè vẫn còn đá nè em ha, em nói là có ha, đây đá nó vẫn còn đây, đây đá nó cứng lắm. Cây này anh chị về mua xong về khai thác xuống nó vẫn còn đế nha anh chị, nó còn đế ở dưới. Dạ. Rồi em đâu hoành thăng ha anh chị. Ý em đo đường kính bầu quần thăng em đo rồi. Đường kính bầu của nó 78 anh chị. 78. Này em cây này là em nói là nó không thiếu đế thiệt luôn á. Đẹp. Cây số 10 anh chị. Cây nhìn thấy cây nó xiên xiên hay gì à? Em để cái gì nè, trừ hao cho anh chị mình thích chơi phong cao thì chơi, không thích thì về cắt lụng xuống tí. Em thấy cắt lụng xuống mình chỉnh sửa lại nó cũng đẹp ha, lụng lực ha, đẹp. Cây số 10 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 15.500.000. Cây số 10 đây, cái này cái mặt tiền đấy ha anh chị, mặt tiền đẹp ha, mặt tiền nó chà bá luôn nè, nói chung một bệ dữ lắm luôn anh chị. Rồi em tiếp cây số 11 anh chị.
Cây số 11, cây này nó bị bọng lũa nghe anh chị, nhưng mà nó đã sành ha. Cái dáng này em thấy cái dáng nó đẹp nè, rồi em mua. Lắc lắc. Chỉ cành kẹo. Dạ. Cái cành sát sát. Dạ. Cây này cái dáng nó đẹp. Nó có chi cành đầy đủ hết. Nhưng mà cây này nó bọng lũa nha anh chị. Dạ, đây bọng lũa này nó đã sành. Đây, cái này nó đã cứng. Dạ, bên đây cũng, bên đây nó, em xử lý rồi, trong này nó quá đá ha anh chị. Dạ, thì cây này em bán là cây bọng lũa. Dạ, thấy cũng xù nó đó anh chị, xù da me nè. Nói chung là cây, cái lô này em mua nó hơi bị xù nhiều quá. Đế nó đẹp ha. Đế nó đẹp. Mà cây này cây em bán cây bông lũa. Rồi em đo chiều cao. Dáng này đẹp. Em đo chiều cao 1m15 ha anh chị. Này gì để như gì mặt tiền nó cũng đẹp nè, mà nó bị lũa. Rồi em đo vị trí này 65 anh chị. Cây này nâng, dạ nâng cây. Bên đây cũng 64. Cây giá đẹp cực kỳ. Dạ, đúng rồi, vậy anh chị cứ chám lại thì chơi. Nó hết mục ở trong rồi. Rồi em đo đường kính bầu của cây 65. Cây này nó cũng xù đó anh chị. Cái dáng cây nó đẹp. Cây số 11. Em thấy cái dáng nó đẹp quá, em mua đại nè. Cây số 11 em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 8.500.000. Cái cây này, cái dáng này thì anh chị thấy chịu không nổi luôn á. Nó đẹp á. Đây, bộ đế nó sợ luôn nha. 8.500.000 hả anh chị? Xét 8.500.000. Không bị gì. Rồi em xin đổi cây ha. Là này cây số 1 em tiếp cây số 12. Em còn cây số 12 của cây clip vừa rồi. Cái này không cao chứ. Cái này cây không cao anh chị. Còn to. Cũng màu đất ghiên luôn. Mưa nó ướt quá, nó hơi tối đó anh chị. Cây này em bứng cây nè. Đít trước còn nó mạnh cây, giờ nó ra cái bông, nó ra bông ở trong thân luôn. Nó mạnh cây, tại em bứng cái màu đất ghiên á. Đây cái bông nó đang nở luôn. Nó đang có bông luôn anh chị. Đúng rồi, dạ. Ra nụ luôn. Ra nụ. Cây nó mạnh cây lắm. Chị cây. Dạ. Cây này một cốt đẹp ha anh chị, một cốt mà nó nâng cây ha. Em thấy cái cây này em kêu cây trực lắc ha. Anh chị có sửa lại sao, sửa em kêu vậy đi. Em thấy cây nó đẹp. Cây nó nâng cây gió nó khá lắc. Cái cành nó đều tứ diện. Cái cành bự bự. Có anh chị thích chơi cây bonsai mà em thấy cây này cây không cao này đẹp nè. Nhà rộng không cao chơi đẹp. Dạ. Cây nó bự thôi. Nói chung là đế nó cũng bỏ đều lắm anh chị. Gốc nó cũng nở. Dạ. Đế nó nói chung là cùm tay, bự hơn cùm tay của em nhiều. Là cây này cây số 12, cây cuối clip nhà vườn em ha. Rồi em xin đo chiều cao này, chiều cao cũng hơi cao cao. Rồi em báo chiều cao 2,5 m thì anh chị. Cao 2,5 m. Dạ. Em đo thốt thăng. Thốt thăng của cây 62 anh chị. Cây này nâng cây gớm. Thì lô mai vàng nhà em thì nói chung là ở miền Tây mình mua nhiều, hơi nhiều ha. Thì khi vận chuyển thì em ship được, mấy anh nhận được bên xe thì em gửi bằng xe cho cây nó an toàn tí. Nhưng mà bên Viettel bây giờ nó gửi cây cũng an toàn lắm anh chị. Khi nào nhận không được bằng xe thì em gửi bên Viettel cho anh chị mình ha. Rồi em đo chiều cao, em đo hoành thăng nha. Để gốc nở, để điều. Dạ, cây này nở cây lắm.
Đây em đo vị trí này 63 hả anh chị. Rồi em đo lên 5 cây này. Lên đây 55. Này nó có cũng có củ, em đo củ chặt chặt tí này. Dạ, em đo vị trí này 79 hả anh chị. Đó. Nó em đo chặt nở tí ha. Em đo đường kính bầu. Đường kính bầu của cây của 80. Dạ. Cây số 12. Em cũng giao lưu với anh chị mình là giá 16 triệu. Là cây số 12, cây cú liếp của nhà vườn Quỳnh Như hé quý cô chú anh chị. Là em giao lưu giá 16 triệu. Cú liếp em cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị vừa qua ủng hộ vườn nhà em rất nhiều. Em cũng biết chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha. Cũng có số anh chị mua cây gửi lên bên em ha. Em cũng cảm ơn các anh nhiều lắm ha. Rồi, em xin chào. Em chào chị. Để chào quý cô chú anh chị các bạn mình. Để cô chú xem ý nào hay chi tiết nhớ như vậy. Trân trọng kính chào.